cảm ơn đây Tiffany. Mình sẽ mang dép vô đi để rồi dạ, dạ. Ok cảm ơn Jessica đổi tên mới qua đổi tên trời ơi. Không có tiếng người giống tiếng quạ thôi. Quạ hello American. Ôi trời ơi, một buổi sáng. Trời ơi, mấy chị em tôi tắm rửa sạch sẽ, đánh răng súc miệng. Thơm quá. Thơm. Có chùi không ngủ. Mà chị em tôi vẫn vậy, đánh răng và súc cái miệng. Dạ, cô không ngủ cũng phải súc chứ. Tại vì buổi sáng là thường phải súc miệng mà cưng. Quá trời, chị ơi, chị dạy em tiếng Anh. Cộng đồng mạng chửi vô mặt hai chị em mình, chị ơi. Sao vậy? Chị good evening gì đó. Good evening. Là gì? Ngủ buổi chiều. Sao má nói là cửa trưa, sao bây giờ má nói cửa chiều, rồi cuối cùng là cửa gì? Nói chung là chán giả biết. Chị ơi, chị mất chị xinh quá, ở đây người ta không có cho chị mừng đâu. Chị ơi, chị làm neo mà chị mất chị xinh quá. Dạ, tại vì cái evening với afternoon nó thì nghĩa là cái nó xem thôi, nó xem. Nó xem với nhau đó, cho nên là tự nghĩ ra đi. Chứ còn mà phải dịch là buổi sáng tối nữa tôi nhớ. Trời ơi, bình quá trời. Khác câu đi mẹ. Anh ở bên này có một dòng sông, một dòng sông trải tràn trong trí. Trải tràn, có trải tràn. Khi ca sĩ mình bị ấy quá, thì không biết chính tả. Em đang chẳng quay giùm anh luôn nha Hương. Ok. Cầm thôi, đúng rồi. Em tìm che máy của anh nha. Chưa diễn mà. Rồi. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ. Làng anh lỡ. Làng anh bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Đêm không ngủ hết hơi đợp. Đó. Hơi đợp. Cảm cảm cho tụi em nha. Mà ở đây mình đi sớm quá, có mặt mình. Có đó chứ em thấy người ta đang yên lặng á. Chứ mất công mấy nhà kế bên nó báo. I am sorry. Chắc cũng không ngủ được với mình. Sao mà sao đi chơi mà xong ngủ quá, hay với chồng ngủ quá. Mẹ chồng không hòa đồng. Rồi cho nước miếng. Văng qua bển luôn hả? Rồi nước miếng mà nó văng với càm chị nè, nó ứ đây. Thấy là vợ chồng chết chết mà không có hòa đồng. Vợ tính luôn. Jessica Difficult. Cái gì Tiffany? Sao mà Difficult gì vậy? Tiffany. Ủa, là đồng chơi mà chơi ôm trong ngủ không? Chơi gì? Buổi sáng mình phải dậy mình để hấp thở không khí của American ha. Yeah, mà cái áo quá là tiêu chí của Mỹ luôn nè. Về đi. Yeah. Bài đi dục buổi sáng, ai giơ tay lên nào? Hít thở. Mẹ Giang giống cá voi quá. Membo, yêu thứ hai. Mình qua thằng Quân này. Cô đặt mà không cần cố. Tên tuổi không, tên tuổi lên càng cao. Tên tuổi lên càng cao như đi. Si đó. Hát là rất lần đó. Thì đó. Kìa cái áo mặc tiêu chí quá mà không hiểu hả? More money, more problem đó. Ý là mày nhiều tiền hơn mày không có vấn đề gì hết. Khi mày có tiền mày không có vấn đề gì hết. À, là cảm ơn. Ừ. Qua đây là cảm giác là có tiền của bạn em. Đúng tiêu chí luôn rồi. Chào đi, chào hỏi người ta đi. Ê, đừng chào nha. Đừng chào thiệt ngát. Vlog. Mấy gì cũng hàng sớm, hai ba năm rồi. Là hàng sớm, chờ là giáo viên. Chờ
ngồi tắm đi mẹ. Together Việt Nam come here. Yeah, yeah. Yeah, bên này American. Người ta không có quan tâm. Mình cứ nói một hai. Người ta không có khe. Chị lịch sử gì người ta khinh, người ta có nói chuyện với chị, ta có muốn làm chị cứ hỏi người ta hoài. Người ta không có yêu cầu. Lịch sử mà. Lịch sử gì một lần là con chó, sợ chó ra được kìa. Hot hello hello đó. Đốc nợ. Con chó là đốc mà đốc nợ là nghĩ mà tội ơi. Sao chị học ngu mà chị cứ dạng Đông ơi, xuống mình cho vô du với lại gia đình kế bên đi. Đúng rồi, xuống mình cho phép. Thằng quen con, mình cho mình qua chó nó cắn kìa. Ta không nói gì tới mình trơn trời á. Ờ, vậy hả? Đúng rồi. Tài nãy đi. Vậy sao mà không mặc đi? Nghe thấy kìa. Ở đây mà chị không có sản xuất nữa, lợi nhuận của chị đó. Chị không bị tự do chứ. Đúng không, tự giấu người vũ khí. À đúng rồi, cái này thì hơi đúng rồi. Ông ở bên đây tự do lắm. Cưng thấy không? Đi đồ thoải mái lắm cưng ơi. Tôi không có thấy có nhiều cái quá đâu. Để chị dắt em đi chết chị ca. Chị dắt em đi coi những cái cô gái mà bụng bikini nè. Bụng cà phê nè. Em xin làm cái môn đó được không? Được. Trời ơi, lắm ngon. Cái chết chị ca ơi. Em mà làm cái đó là trời ơi. Giàu mà nổi tiếng luôn. Em thổi phải live stream hàng ngày. Cái đó nước chết chị ca. Trời ơi, sang biết là bao nhiêu. Trời ơi, số bên Việt Nam lắm. Chết chị ca lên đây lái nè. Cái này là triệu đô rồi, mấy trăm ngàn. Anh đây đây đi thẳng nó cắt cái cửa mở cái dây ra đi vô mở cái dây vô đây. Xong rồi mở cái kia xương á mở cái đó vô được á kéo cái bên đúng rồi vậy kéo ở dưới cái dây kéo ngoài cùng kìa. Dạ đúng rồi. Trời ơi, sao có cửa đàng hoàng mà không biết gì hết trơn. Vô chơi mấy em. Trời ơi sao mà qua đây làm. Kéo này lên. Michelle, Jessica, Jennifer. Do you wanna go? I try. Okay. Yeah, I lái cho you đi around ha. Oh, around. No. Thiện nghè, về thiện nghè, cứ đi ngang thiện nghè không? 4 năm dữ vậy. Yeah, 4 năm. Đi gì mà cũng 4 năm dữ vậy. Trời ơi, mà từ về đó sao mà lái được. Khí hậu mát mẻ lắm. Trời ơi, im lặng bình yên quá trời luôn. Very nice. Beautiful. Ê, lái nè. Lại đẹp sáng á. Đâu đừng có chỉa. Chào mọi người, nhất tới đây tôi thấy cũng nhạt nhẽo rồi. Thì cảm ơn mọi người đã xem cuộc sống xa hoa của ba bạn mặt đeo Jessica. Jennifer. Chúng tôi goodbye. Goodbye.